À, xin chào cả nhà trở lại kênh của tính Mập tv chúc cả nhà có một buổi uh, chiều thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha à, thì uh, hôm nay uh, mình uh, quay đàn cuốn của mình cũng như là cập nhật thông tin về cái uh, chú chó tên là của tỏi của cái kênh của tỏi đã bị mất uh, thì uh, mình hôm rồi mình cũng có uh, chia sẻ nhiều clip về của tỏi thì uh, uh, mình cũng uh, đã có ý kiến riêng uh, thì uh, có thể của tỏi uh, do uh, đi theo cái uh, mùa này uh, và đi lạc à, không biết đường về cái thứ hai nữa là của tỏi à, có thể là bị người ta bắt à, do cái kênh phát triển lẹ à, và của tỏi nổi tiếng lẹ à, đó cái thứ hai à, cái thứ ba nữa là à, à, nói chung là do cái của tỏi là bé bé trai à, nên là nó sẽ Uh, phát triển uh, nói chung là tâm sinh lý đi nếu mà uh, có uh, may mắn uh, bé của tỏi được một cái trại nào đó hoặc người nào đó phát hiện và đem về cho chủ nhân của kênh của tỏi đó thì uh, mình có ý kiến riêng là đó thì uh, nếu mà cái uh, bé của tỏi mà được uh, về À, với cái chủ nhân á thì mình ý kiến riêng của mình á là nên triệt sản đi đó. À, bé của tỏi nên đi triệt sản nếu mà quay về với uh, chủ nhân đó, thì uh, cái uh, đầu tiên á thì triệt sản là giúp cho bé không có bị bệnh đó. Đó, cả nhà uh, nếu mà các cả nhà mà không có hiểu về cái vấn đề mà uh, triệt sản á, thì cứ hỏi bà, những cái bác sĩ mà trung tâm mà cao cấp á thì người ta sẽ giải thích cho các bạn biết là trật triệt sản là giúp cho những cái bé trai không có bị bệnh đó. và cái thứ hai nữa là nó không có đi à, những những cái lần mà dạng như những bé bé, bé cho chó cái á nó nó phát triển tới mùa nó phát triển đó, thì nó sẽ nó sẽ tỏ ra một cái mùi hương thì cái những cái bé trai nó sẽ đi nó bỏ nhà nó đi nó đi mấy ngày vậy đó, thì nó không có biết đường về luôn và thì và như thế nếu mà không triệt sản những bé trai thì nó sẽ là gây ra nhiều cái gánh nặng cho gia đình vừa bệnh tật và vừa bỏ nhà ra đi thì ý kiến của mình là như vậy thì cái đàn cuốn của mình nhà nhà mình á thì đứa nào cũng bị triệt sản hết rồi ở thì một có một số cô chú anh chị à, thấy rất là tội nghiệp à, của người sau có người ta có bao nhiêu bộ phận trên người thì cứ để về đi đừng có à, đừng có tiếng à, nhưng mà mình thì à, mình là mình đi cứu nhiều đứa ở khắp mọi nơi à, và có có cái có đực có đủ thứ đó à, thì mình à, không có à, 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 quản lý nổi nên mình phải thiến thôi thiếu mà còn có còn xanh ra được, được có bày của bác hợp đây Ừ thì à, à, rất là nguy hiểm nên à, mình à, ý kiến là nên à, nếu mà của tỏi quay về thì à, nên à, tiến đi để à, không có đi bậy nữa đó thì ở đây mình có một bé kêu bằng bé gấu à, nó giống của tỏi ừ, nên à, mọi người xem à, bé gấu cũng như là của tỏi nên mình à, quay cho cả nhà xem à, nhà cả nhà xem đã buồn trong lúc mà đang đi tìm. À, thì à, bé à, của tỏi thì cũng là à, cũng nó gần giống của thằng gấu này nè. thì à, cô chú anh chị có thể à, xem à, hình ảnh của à, bé gấu à, để đỡ nhớ bé của tội Thì nói chung là nhờ bé của tỏi mà coi nhiều cô chú anh chị à, cũng à, À, thương à, mến à, chó mèo thêm à, tạo nhiều cái tình cảm quý mến à, những đứa cuốn đứa mèo thì nói chung là mình có sao mình ghi hình vậy còn mà bên cái kênh của tỏi thì à, nó đặc sắc hơn nó vui vẻ hơn nhiều à, thì à, quả tiết nhiều hơn thì à, vui vẻ hơn còn mình là chỉ đi cứu là đem về mình nuôi dưỡng thôi à, còn ăn còn không đủ mà nói chung là mình à, nổi cái ăn mình lo còn không nổi đây à, mà mình còn phải nhờ tất cả mọi người chung tay góp sức để giúp đỡ mình à, nuôi đàn cuốn Nói chung là à, Vừa bệnh tật vừa ăn uống à, các kiểu thì à, nó rất là đa đoan à, kinh tế phải à, ổn định mới được chứ mà như mình thì à, làm kiển à, bữa, bữa 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 nhiều bữa ít là đây là những cái cây mà mình à, cắt tỉa cả năm nay rồi đó. đó thì nó ra được như vậy nè đó thì à, à, đăng lên online bán á thì ai mua được mua vậy đó nè nó vậy nè thì nó mới dọn rồi nè cái hình này vậy và mình cũng biết chăm sóc tất cả các loại cây kiển thì mình cũng hay đi làm mướn làm thuê nhà ai có giường kiển nữa mình gọi mình tới giùm chăm sóc để tạo chi phí nuôi gia đình đây là tổ rồng Cô chú anh chị sẽ thấy bé rất là ngoan <laughs> Làm gì vậy? Mới rờ đưa cái bụng lên trời nhộp nhộp nhộp. Ý, nhộp 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 nhộp, nhộp. đây là đồ đen với Hồng ngọc đây là mỹ kim bé ly à, còn đây trong đây là thì nhiều lắm lúc à, gây à, ruby à, bé mai à, gấu xám à, thằng, thằng vàng hay xuất hiện ra Đó, thằng giàng bệ vệ xuất hiện ra Đó, thằng, thằng à, lượm à, bé bến tre Đô la, đô la ròm Lúc này à, eo hẹp quá Nên là tụi nó ăn ít sạch hà Nên à, à, không được nhiều Đây là nói à, chung giờ muốn làm chùm luôn rồi hồng ngọc mẹ gấu vàng à, bách hợp à, độ đậu đen dàn kem dàn kem đang nằm phơi 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 nắng kìa à, vũ móng tay móng chân đẳng kìa ừ. gấu À, gấu hồi đó về cũng à, cũng không được mập dày à, sau khi mà à, mình đem mình thiến thì bây à, giờ nó cái lưng nó bự một gan luôn nè à. thì bé gấu này giống à, của tội nên à, mình quay cho cả nhà xem đỡ buồn đó thì à, của, của tỏi nói chung là mất không rài cũng lâu rồi mà chưa thấy nghe nói cái kênh của tỏi vẫn đang đi kiếm thì cô chú anh chị nếu thấy ở đâu à, gọi ngay cho kênh của tỏi hoặc là gọi ngay cho mình để mình liên hệ mình cho cái kênh của tỏi biết để nhận bé về thì mong rằng như vậy để cho à, sớm trở lại với mọi người thì nói chung là ai nuôi cũng rất là lo lắng vì cái à, có chú chó mà mất mát thì rất buồn nói chung là không rời mình cũng bị một cái sự cố mà uh, mình đi kiếm hoài không ra thôi uh, xin chào hẹn gặp các bạn vào video kế tiếp của nhà giải nha Rồi cả nhà xem nếu sẻ bấm một like để cho mình giúp trì nha